tonight. Kathy. Ho ho. Thank you. Try it. Really sweet. Where? Snohomish? They're just saying 42 for Sunday. Good. Yeah, very 36. Very sweet. Yeah. Mm-hmm. Now I'm getting. Coi chị chồng mình ăn ớt ngọt đó cả nhà. Mình sẽ tiết kiệm cả cái hột này nè. Mình sẽ lên what? Fishing hả? Trời ơi, ông xã nói ngày mai là fishing là chắc là mình bưng mấy cái cây ớt này vô trong nhà xanh quá hả? Ui giời. Wow. Eating them. Get rid of them for you. Yeah. Nè, hai, mời cả nhà ăn ớt. Eat the hot ones. No. Wow. Mhm. Delicious. Mm. Ngọt liếm như đường. Bean boozled. Wow. Huh? Ngọt. Bean boozled. What does that mean? It's a game. Bean boozled. Oh, the bean. Yeah, we are coming back, and then they're gonna do an investigation. Nam có mấy con chó tới chơi. Clyde kìa. Con Clyde kìa cả nhà. Trời ơi. Chị chồng mình cười. He still got that bone in his mouth. Hay nhỏ. Way to go, Diesel. Woo! Quit. Hai một ít salad đó cả nhà ơi. Yeah. Lại tá. Don't put. Dịch vụ lại tá. Lại tá. Then I have some more later. Leave on the middle like that, then later I get it'll some more. Chị April hỏi là nhổ cây luôn hay sao, mà nói là nhầm nhầm hai bên thôi. Rồi thủ phạm Pháp ăn cái lá của mình đây. Nhà biết con gì không? Con slug bên đây nè, baby nè. Dục nó ra ngoài. Bây giờ nàng hết lá rồi nha. Rồi mùa đông lạnh rồi đó, thế là nó thèm á. Là nó đi vô nó ăn hết rau mình. Goodness. Chị nói nhiều quá. Goodness. Bao la tha hồ về làm salad cho ông xã của chị. Ông xã của chị tên là Yên đó, bữa hôm mình qua với cả nhà đó. À, lots of salad for Yên. It's a lot. Cái gì vậy? That's right. Okay, I saw some cucumber over here. I think over here. Mình thấy có mấy quả dưa leo bên đây nè. Oh, thấy rồi. Đây nè. Đó. À, hai mấy quả dưa leo luôn cho chị April luôn. Có hai quả cả nhà ơi. Đây nè, có một quả nữa. Đây, được hai quả dưa leo. Wow. Yeah. That's it. Oh, một quả dưới đây nữa. Đây, mình thấy quả dưới đây hết luôn. Okay. Đây có một quả nữa nè. Yeah. Đó. Hết chưa? Quả này eo ụt quá. Nhưng mà cũng ok ăn được mà. Đi vô là nhổ thêm mấy củ cải trắng cả nhà. Đó. Đó. Chị April nhổ lên. Đó. Ôi, cái này big one I hope. Oh wow, trời ơi, củ bự chưa? Yeah, look at that, that's huge. Yeah. Some more, get some more. Yeah. Thì mình kêu nhổ tiếp đi, nhổ tiếp đi. Đó, wow. Wow, đã nha. Sắm không? Đến sắm không? Nhổ tiếp đó. There we go. Another. Oh, big. Oh, three big. Yeah, wow, yay. It's really good. Yeah, another one more. Another one. Uh-huh. Keep doing. I still had over there. Don't worry. Oh yeah, wow. It's big too. Yay. Yeah, huge. Bốn củ bự ơi là bự luôn. Yay. Do you want? Over here I see has some. Đi qua bên hàng đậu xem còn có quả nào không. Hái cho chị luôn. Cũng được thêm mấy quả bean nữa nè. Yay. Oh, let it down and get some. Where? Yeah. Just let anywhere.
Đây, mấy quả đậu tím cả nhà. I think he just found it. Yeah. What kind of beans are those? The purple. Cool. Purple beans. Yeah, ha, purple beans. Chị nói đẹp quá. À, wow. Bên đây nè. Mấy quả này dễ thương quá. Chị nói cái quả dễ thương quá. Oh, wow. But when you cook them, it turn green. Oh. Yeah. Wow. It's cool. Yeah. I cook before, I say, oh, wow, it turn green. So I said next time I cook for everyone can see it. So, đây, mấy quả nữa nè. Quá chừng luôn. Oh, nó nổi bật lên cái dưa lê, cái salad quá. Salad màu xanh, cái bỏ cái đậu tím lên nó nổi. Wow. It's beautiful, huh? Mm-hmm. I surprised when cooked, it turned green, no? Where did you get them from? I bought it, the seed from the store. Mm. Chị hỏi mình mua ở đâu, mình nói là mình mua ở cửa hàng họ bán cây giống á. Mình mua cái hạt về xong rồi cái mình bỏ nó xuống dưới đất là tự nó lên nhở, dễ lắm. Ha. Seem like they like the little cold weather too. Hình như nó cũng thích cái thời tiết nó hơi lạnh lạnh. Wow, cả nhà thấy là cà chua mình không? Bây giờ sẽ rủ April là cháu dâu của ông xã đi hái cà chua đó. À. The weather is still changing this time. Did one because too cold outside and it. It's starting to spread. Like that, yep. So, pick this one. And this, you just throw down here and I pick later. Hai cái quả nào ấy thôi, còn cái nó ngọt dữ lắm. Very sweet. Mm-hmm. Here. Just put in here. Bỏ hết vô. Wow, cả nhà nhìn xem này. Wow, xá luôn nè. Oh, bị hư hết rồi. Quả nào tròn trịa, lành lạnh thì mình sẽ hái và bỏ trong cái này cho chị mang về chị ăn. You can eat like grapes. Mm-hmm. It's very good for salad too. Yeah. Mình sẽ hái mấy cái quả này. Tại vì là chị Cathy á, chị không có ở nhà, chị đi chơi cả tuần tới Cali Phóc Nha chơi nên là chị Cathy không có lấy cà chua, còn April thì ở nhà đi làm mới chơi về rồi. Đi du lịch cả hai vợ chồng đi cả tuần hơn ạ. Nên là bây giờ về nhà đó, mình rủ chị lên đây hái cà chua về ăn, quá chừng rồi. Wow. So many I pick a gift for my friend a lot. Yeah, there's a lot. You got a lot this year, yeah. Yeah, I do. Too many. I cannot eat all of them, so I just pick and give away. Uh-huh. So many. Cháu dâu á, cả nhà, cháu dâu của ông xã mình đó. Chị tên là April. Oh, here inside. I introduce you with my friend YouTube. It's your name. I'm famous. You're famous. Chị nổi tiếng. Lên YouTube nổi tiếng luôn. Wow. Cả chừng. Đó, cả đống vào đây nè cả nhà ơi. Trời đang tự nhiên hôm nay nắng cả nhà. Chị chồng mình lên đẹp. Ngày một ngày đẹp trời luôn. Trời ơi, ngày hôm qua mưa quá. Sao mưa luôn. Mưa lạnh, cây cà chua mình nó nứt hết trơn. Uống gì đâu. Wow, mấy cây trái đó chụp xuống dưới rồi lát nữa mình lụm mình bỏ compost. Do you want to move? I don't know. If he move, I move. Chị April hỏi mình, tại vì ông xã mình đòi đi bang khác, tiểu bang khác ở. Thì chị hỏi mình. As long as you have some land, you'll be happy. Yeah, somewhere I can plant my vegetable is happy with me. And nói ông xã mình mua ở đâu cũng được, miễn là có đất để mình trồng rau là ok.
Tại vì mình rất là thích vườn cả nhà. Đi chỗ nào mà không có đất á, chật chội á, là mình cảm thấy mình không trồng được gì, mình bực bội trong người lắm cả nhà. Mình thích chỗ nào có không cần rộng đất đâu, cần miếng thôi mà đủ, có thể mình trồng rau đồ này nọ là ok. Mình cũng không cần rộng lắm. Đủ mình trồng cây ăn trái vài cây rồi rau riết rồi mình đủ ăn trong nhà là được. Mình cần gì mình chạy ra mình lấy đồ này nọ đó. Nó vui trong người cả nhà. Với lại ông xã mình lớn tuổi chuẩn bị nghỉ hưu rồi. Anh ở nhà thì cũng có thể phụ mình làm vườn cho vui. Trong thôi ông lại ngồi trong chơi game tối ngày là cũng mệt á. Nghỉ hưu mà không làm gì á, người càng đổ bệnh thêm. Wow. So many. Yeah, so many. Nãy giờ hái quá xá luôn. Mình sẽ hái hết xong thôi là mấy cái trái nào chín là mình sẽ hái hết trơn luôn. Mình sẽ không để đâu, nó nứt hết uổng lắm. Wow. Cái chùm nào mà nằm ở trong góc thì nó đỡ, nó không bị nứt. Tại vì ở trong nó ấm á. Oh, trời, có 3 quả không đây nè. Ý, nó cũng bị nứt luôn. Nhưng mà nó ít nứt hơn bên ngoài. Ổn quá. Ok. We got it. Rồi, cái chỗ cây nhỏ mình đã hết rồi. Đi qua bên cây to đi. Get some... look at that. Ai quả vàng vàng này đó. That's beautiful. Oh, yeah. Beautiful. Yeah. About this one. I think too. Wow, có mấy quả ở đây nữa. Đó. Ở đây hả? Wow. Wow, màu vàng, màu đỏ đẹp quá. Ở đây nữa nè. Đó. Oh wow. Bà hái được có mấy quả cà chua mà bà thở hi ha hi hục. In here. Trong đây nữa nè. Trong kia nó chơi chân. Đây trời ơi, gió rồi nha. Gió ù ù. Không biết là trong cái video mình nó có ù ù không. Đó. Được cà rổ nào rồi đó cả nhà. Hai cà chua đã đơn cốc luôn. Wow. Ok. Rồi hư rồi, hư một quả rồi. Ôi dồi. Hai quả. Goodness, they just keep coming. Yeah. Yeah. Đó, bao la. Ê. Bên đây nữa nè. You can make some salt later. Come home or you can free them. Yeah. Chưa chín. Bên đây chín nè. Rớt. Coi bên đây còn quả nào nữa không, hái luôn cho chị em rồi luôn. Cho chị chồng mình là chị đi chơi đó đó. Chị không có hái đâu. À rồi, hey. Được 4 quả nữa. Yeah. Đây cả nhà. Hôm nay à, đây. Được một mớ cà chua nè. I just pull it from here. Yeah, which one you like? Just, yeah, which one you like and you just pick it. Đó, cho chị vài trái ớt mà nó ớt ngọt đó cả nhà. Tại vì chị nói, ồ ớt này sao chắc cay dữ lắm. Mà nó không phải đâu, ngọt dữ lắm, thử đi. Đó. Pick them. There's a lot. Yeah, try the good one and pick them. Do you fry them? I just eat fried, very sweet. Like, Try it. Like a green pepper kind of, like the... It's more sweet. You can take one and buy it and then try it. Very sweet. Really? It's really, really sweet. Buy you? Take the bite. Look at this one. Yeah, I'll take it. Is my mom gonna... Take it. Yeah. There you go. Yeah, try it.
Try. Let's try a smaller one. Okay. Chị, chị nói để thử quả nhỏ, quả to để về nhà. My mom has a lot of this one. Okay. Oh. You want some? It's very sweet. Try it now. Ăn đi nào. Yeah. Yeah, it's sweet. Like bell pepper. Like a red bell pepper. Okay. Is it hot? No. You said it was sweet. Ăn thử coi con trai. Ngọt mà, đúng không? Good, yeah. Ê, coi ông cha ăn cười cả. Gì vậy? Why don't you want to eat it? Eat it. Trời ơi, coi cái mặt nhăn giống mặt khỉ vậy trời. Ăn ớt ngọt mà giống kỳ vậy trời. Mom has a lot of stuff for a garden. Oh, over here. Oh, quả bên đây nữa nè. Oh, yay. Đây, April. Hồi nãy rồi. Tìm thêm quả nào bự. Quả này cũng bự nè. There you go. Obviously. But they die right after. Quả ông đây bự nữa nè. Để dành lát ít bữa nữa cho chị chồng hái mấy quả. Yeah, tại chị chồng cực kỳ thích cái bell pepper luôn. How they defend themselves. They won't attack you if like you don't do anything. Hết quả bự rồi. Để dành cho bự chút. But if you do like cut the nest. Rồi, do you want some this purple? Eggplant? It's a bell pepper but the purple one. Ooh, okay, I'll try some of this. Okay. Oh, this one big. Yeah. Yeah. What do these taste like? The kind of not a but a little bit of flavor. It tastes like skin. Yeah. You don't know. You don't like it. Yeah, because I don't like vegetables. Okay. I'm like allergic to vegetables. You're not allergic to vegetables. Okay. Maybe. Ba quả nữa. No, you know, because if you were allergic, you would be like breaking out in hives and stuff right now. Yeah, right. Because you just ate. Đó, trời ơi, cả nhà ơi, hôm nay mình thu hoạch được như đây nè. Đó, wow. Ok, April, vui chưa kìa. Wow, tuyệt vời không cả nhà. Quá xá luôn, đó. Hôm nay thì chỉ thu hoạch như vậy thôi. Wow, cả nhà ơi, xem nè, quá xá luôn. Đi sổ, come here, đi sổ. Ooh, yeah. Đi chắc, ôi, oh, yeah. Oh yeah, đi xô, yay. Trời ơi, coi ơi, bả vô camera, bả mắc cỡ hay trời ơi, các bả coi. Ôi trời, trời, trời. Ok. Trời. Thôi, chào tạm biệt cả nhà nha, hẹn cả nhà các video sau.